Hello anh em, thì cũng lâu rồi không có làm video ha. Thì không làm video hướng dẫn anh em gắp máy các kiểu ha. Thì hôm nay mình thông báo với anh em là mình bán lại combo tự gắp cho anh em ha. Rồi mình hướng dẫn những cái đơn giản cho anh em nào mà đã từng biết linh kiện rồi thì mình hướng dẫn chiếc đơn giản cho anh em gắp được ha. Thì mình giờ hiện tại mình vẫn có bán combo lại nha anh em. Lúc trước thì mình không có nhận, mình ngưng, mình không có từ chối nha anh em. Thì giờ mình nhận lại, mình bán combo tự gắp cho anh em. Thì thứ nhất là mình sẽ phan quạt sẵn cho anh em ha. Hộp mình sẽ phan sẵn quạt cho anh em. Rồi mình đưa nhôm cho anh em, rồi phết cho anh em ha. Cảm mình quấn sẵn cuộn cảm cho anh em, tua băm ha. Thì anh em nói cái nguồn nước và nhu cầu anh em đánh cái gì vân vân thì mình sẽ canh chỉnh cái mức áp cho anh em, rồi mình gửi cho anh em tự gắp, anh em tự hạ, anh em tự chơi ha. Đó, trục trặc cái gì anh em cứ hỏi nhắn mình đơn giản thì mình chỉ cho ha. Còn anh em mà không biết gì hết thì anh em đừng có mua tự gắp nha. Đó thì mình gồm có mẫu 2 phét này ha, 2 phét, 4 phét này ha, rồi mẫu 6 phét và mẫu 12 phét nha. Thì có hết cho anh em. Thì anh em cần những cái combo tự gắp nào á thì mình sẽ soạn và mình gửi vô những cái túi nhỏ nhỏ. Thứ nhất là điện trở nè, tụ nè, diode nè, điện trở nè, boi dao động lắp sẵn cho anh em ha. Đó rồi cảm và tụ băm ha, SCG ha. Đó thì đầy đủ cho anh em hết. Anh em về anh em chỉ việc lắp vào đúng linh kiện trên đây và anh em hàng cái đường mạch ha. Đó rồi thì anh em hợp thiết VG chiếc áp các kiểu, hợp thiết gì mình phan cái lô quạt sẵn cho anh em. Còn VG các kiểu quạt lỗ thông gió gì anh em tự phan gì nó mới chắc, anh em làm theo ý của mình nó mới thích nha. Đó thì gồm mẫu 12, mẫu 6 phét ha, và 4 phét và 2 phét. Thì biến áp lúc nào mình cũng có sẵn nha anh em, mà mình chưa có bắn sẵn nữa ha. Rồi thì anh em nào cần combo tự gắp anh em cứ alo số điện thoại mình để tiêu đề, anh em kết bạn Zalo với mình để nói chuyện cụ thể nha. Mình sổ mình gửi cho anh em đầy đủ hết nha. Rồi cảm ơn anh em.